Rồi, Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng con máy lọc khí Panasonic phục vụ các bác trong mùa hè này. Mùa hè thì mình dùng máy điều hòa nhiều, nó cũng làm cho cái phòng mình nó khô và bụi mịn nhiều. Cộng với cả hanh khô thì mình dùng lọc không khí, mình khử mùi, lọc bụi mịn, buồng các bác nhé. Một con dòng cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm sản xuất, FVC70K, phân khúc cao cấp nhất tại thời điểm ra mắt của nó đấy ạ. Ở đây em cũng đã nói nhiều rồi, các bác nào mua máy lọc khí Pana thì cứ nhìn cho em con nào nó có cái mắt như thế này, hình chữ nhật này màu đen, nó là cái mắt cảm biến phát hiện người, thì tại thời điểm nó sản xuất nó là cái dòng máy cao cấp nhất. Cho nên là mình mua nó sẽ được full tính năng và lọc sẽ hiệu quả hơn các máy thông thường khá là nhiều đấy ạ. Có báo đèn báo bụi mịn 2.5 PM, Econavi tiết kiệm điện. Đèn báo cảm biến bụi mùi, khi mà có bụi thì nó đỏ, mà sạch thì nó màu xanh. Đèn báo nano khử khuẩn, báo phần trăm độ. Em để mã số 3 nhé, hình thức nguyên tin tuyệt đối luôn. Máy móc chạy ngon lành, bảo hành 1 năm, công nghệ hiện đại. Chiếc này thì dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại, dùng phòng ngủ với phòng khách đều ok ạ. Em đã đấu biến áp điện 220V rồi. Trên máy có chức năng cảm biến ánh sáng, đủ 5 cảm biến các bạn. Cảm biến người là 1 này, cảm biến ánh sáng là 2, cảm biến ẩm là 3, mùi là 4, cảm biến bụi là 5. Đấy, dòng cao cấp đủ full 5 cảm biến. Thêm tính năng khóa trẻ em, hẹn giờ, lọc khí khử mùi nhanh. Ở cái dòng máy này thì các bác hoàn toàn có thể điều chỉnh được 3 chế độ buồng nhé. Nút này các bác chỉ bấm được khi mà các bác cho nước vào bình này và bật chế độ buồng. Để đèn đảm bảo không có nước này thì cái nút này sẽ không bấm được đâu. Đấy ạ. Econavi. Điều chỉnh cửa vẫy này, cửa dâng, điều chỉnh tốc độ lọc. Ba chế độ lọc không khí và buồng tự động, rồi là không khí thôi nhé. Màng HEPA con này em thay mới tinh rồi. Lọc khử mùi rất là tốt, bụi mịn 2.5 rất tốt. Màng to dày, con này màng rất là to. Có cái than nó rất dày. Chiếc màng này khi thay mới là 400.000 các bác ạ. 400.000 nhé. Một con máy dòng phân khúc VIP mẫu mã đẹp. Mặt dâng, hai cánh vẫy. Bình nước buồng. Những ngày hanh khô mình cho nước vào mình buồng các bác nhé. Thay nước, bình nước sạch sẽ, mà tàu bằng zin còn trắng đẹp. Có bánh xe đẩy ngang. Năm sản xuất 2015. CD máy 1535. FVC70K 66W. Mọi thông số, giá cả, quay chi tiết, báo giá đầy đủ. Các bác nào cảm thấy phù hợp thì các bác ủng hộ bên em nhé. Máy đảm bảo nguyên zin, không có sửa chữa gì mên mạch cả.